Thưa thị Trinh, xin kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Xin kính chào đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 1 tháng 1, 2020. Chúng ta đã bước vào năm mới. Vào năm 2020 này, niềm hy vọng sẽ lấy lại đất tổ không làm khổ dân của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Cộng Hòa được nâng cao trong toàn thể người dân Việt Nam. Chúng ta hy vọng năm 2020 này là năm sẽ giải thể được tà quyền Cộng sản, sẽ đuổi được Trung Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam để Việt Nam thoát khỏi họa diệt chủng, diệt vong, thoát khỏi ách nô lệ, làm nô lệ cho Trung Cộng. Niềm tin, niềm vui dân tràn. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có nhiều trăn trở, lo âu. Vì nếu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa không được sự đồng thuận, trưng cầu dân ý, thúc đẩy con tàu của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Việt Nam Cộng Hòa mau trở về cứu đất nước, thì e rằng trong năm 2020 này, đất nước Việt Nam sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng. Chúng ta cũng sẽ rất khó khăn để mà lấy lại chủ quyền của đất nước. Sau đây thì Trinh sẽ cùng với quý giới chức đồng nhiệm, những anh chị em, đồng bào Việt Nam thân thương, có tấm lòng vì quê hương đất nước, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 1 tháng 1, 2020, tại diễn đàn live stream của Triệu Thị Trinh, là thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng con xin cầu nguyện cùng Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt, xin đội ơn trời Phật. Thì qua bao nhiêu ngày vắng bóng trên diễn đàn live stream, hôm nay nhân cái dịp ngày 1 tây tháng 1 được nghỉ một ngày, ngày lễ, thì Trinh cũng xin dành cái chút ít thời gian này góp tiếng nói trên những đàn live stream để kêu gọi anh chị em đồng bào Việt Nam thân thương, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau kêu gọi trưng cầu dân ý để mà góp sức thúc đẩy con tàu của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về Việt Nam sớm nhất có thể, để giải cứu cho quê mẹ Việt Nam thoát khỏi cái ách mà có thể là làm nô lệ dài dặn hơn cả 1.000 năm về trước. Vì trong một cái thời điểm 100 năm trồng người của Trung Cộng, họ đã rắp tâm muốn biến đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng mà không cần xâm lăng bằng súng đạn, vũ khí. Họ đã vẽ ra những con đường thật là đẹp đẽ cho giới trẻ Việt Nam. Những con đường gọi là nó chỉ là cái hình thức mà thôi. Bên ngoài là giới trẻ Việt Nam cứ tưởng rằng đó là đất nước Việt Nam đang phát triển, nhưng mà phát triển với chiều hướng trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng, làm lợi cho Trung Cộng và con người Việt Nam, giới trẻ Việt Nam, và sau nữa sẽ trở thành người dân của Trung Cộng mà chúng ta không hề hay biết.
trong thầm lặng, hiểm họa mất nước đã diễn ra. Tất cả những người nhân sĩ trí thức, những người có tấm lòng với quê hương đất nước đã nhìn thấy từ rất là lâu lắm rồi. Cũng giống như Tổng thống Đào Minh Quân đã nhìn thấy hơn 30 năm nay. Chúng ta là người phàm mắt thịt, thì cho đến ngày hôm nay, 44 năm, 45 năm, Cộng sản chiếm được toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, chúng ta mới dở lẽ và mới thấy được sự việc này. Có trễ lắm hay không thì chúng ta cũng đã nhìn thấy 95% người Việt Nam đã sao lãng, đã chấp nhận cuộc sống có thể nói là làm nô lệ cho Trung Cộng, làm nô lệ cho ngoại bang xâm lược, làm cái công cuộc để cho Trung Cộng hán hóa đất nước Việt Nam qua những cái văn hóa trong những cái trường học xã hội chủ nghĩa đặt để ra, những quyển sách, những quyển về lịch sử Việt Nam đã dần dần biến mất và biến dạng, biến chất. Còn lại chỉ là giới trẻ Việt Nam, họ đua nhau ăn chơi, họ đua nhau mà vinh danh những trận bóng đá, hoặc là họ đua đòi theo những ca sĩ Hàn Quốc, những ca sĩ của Trung Cộng, họ bắt chước theo những cái lề lối đó, họ lãng quên những cái truyền thống của ông bà xưa của chúng ta để lại. Đó là sự bị hán hóa của đất nước Việt Nam mà giới trẻ vẫn còn chưa nhìn thấy được. Chúng ta là những người trung niên, lão niên đã thấy được vận mạng đất nước, thì tin rằng còn một số ít có tấm lòng vì quê hương đất nước, không ngại bỏ ra chút ít thời gian để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi người dân trưng cầu dân ý, không đổ máu xương, không tốn hao nhiều tài sản, tài vật, mà có thể lấy lại toàn vẹn lãnh thổ, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, qua công pháp quốc tế, qua lá phiếu trưng cầu của người dân Việt Nam, bầu chọn ngài Tổng thống Đào Minh Quân là vị lãnh đạo sáng suốt, tài tình, là một vị tổng thống của nước Việt Nam, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Từ sau ngày 30 tháng 4, chúng ta đã di tản theo cái chiều hướng mà nhà học giả Lâm Minh Sơn đã nói, là chúng ta chỉ di tản theo chiến lược của Hoa Kỳ và đã vẽ ra, những nhà chính trị có tầm cỡ đã vẽ ra, vì họ biết rõ ràng đất nước Việt Nam phải chịu một cái tình trạng mà lệ thuộc Cộng sản một thời gian, rồi sau đó người Việt Nam sẽ mở mắt ra, sẽ nhìn thấy được cái chế độ xã hội chủ nghĩa, cái chế độ Cộng sản là như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới có một bài học và chúng ta mới hiểu được thế nào là sự trả giá cho cái sự tự do, dân chủ, để rồi sau này Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở về lập ra cái thời mà Thượng Nguồn Thánh Đức. Có nghĩa là chúng ta có thể hiểu rằng thời đó thì chúng ta, những người Việt Nam đã hoàn toàn hiểu được giá trị của tự do, dân chủ, nhân quyền là như thế nào. Và chúng ta sẽ hiểu được cái chế độ tà quyền, cộng sản, độc tài là như thế nào. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ lập ra là thời Thượng Ngôn Thánh Đức, sẽ hướng dẫn cho con cháu Việt Nam trở về với nguồn cội quốc gia ông bà, và hy vọng rằng đất nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, sẽ được đời đời no ấm, sẽ có một cuộc sống bình yên, và toàn dân tộc Việt Nam sẽ có đầy đủ cơm ăn, áo mặc, nhà để ở.
Kính chào chị Kim Lan Trần, kính chào Phạm Hồ. Tất cả những quý giới chức đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đều có tấm lòng hướng về quê hương đất nước. Tuy rằng chúng tôi ở hải ngoại hoặc là trong quốc nội có rất ít thời gian để mà cống hiến cho công cuộc này, nhưng chúng ta cũng cố gắng làm hết sức mình. Vì Tổng thống Đào Minh Quân đã vẽ ra một cái đường lối chính sách rất là nhẹ nhàng, không cần súng đạn, không cần gươm đao, mà cả thế giới này sẽ ủng hộ cho chính nghĩa quốc gia, chính nghĩa của những người Việt Nam yêu nước, muốn giành lại cái đất nước Việt Nam của chính cha ông và dân tộc của người Việt Nam từ trong tay của bọn tà quyền Cộng sản và cái thế lực của Cộng sản Trung Cộng. Thế thôi, chúng ta không hiếu chiến, chúng ta không là những kẻ khủng bố. Chúng ta chỉ dùng cái tiếng nói chân chính của những người dân Việt Nam từ trên khắp năm châu thế giới. Có thể nói là trên toàn thế giới này đều có sự hiện diện của những người Việt Nam. Trinh hy vọng rằng những người có ăn học, học thức, học giả, có bằng cấp, các vị cũng xin hãy nghĩ về quê hương đất nước của mình cùng với chúng tôi, những người thật bình dị, bình thường nhưng trăn trở cho vận mạng của quê hương đất nước, cùng cất lên tiếng nói ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa và ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Vì chỉ có một chính phủ mới có thể đứng ra đại diện cho người dân. Vì chỉ có một vị nguyên thủ quốc gia xứng tầm, có trình độ mới có thể đứng ra đại diện cho bao nhiêu triệu lá phiếu của người dân cùng trưng cầu dân ý để cầu để cho ngài đứng ra gánh vác cái trọng trách mà giao thiệp, mà bàn phán với các nước trên thế giới, với Liên Hiệp Châu Âu, với đồng minh Hoa Kỳ. Và cũng có thể nói sau này mới là người đứng ra để mà đối đầu với bọn tà quyền Cộng sản, thương lượng để những người Việt Nam đã trót theo Cộng sản có con đường trở về với quân tộc, dân tộc quốc gia. Vì chỉ có người Việt mới thương yêu người Việt, người Việt mới thương yêu mảnh đất Việt Nam tổ tiên để lại mà thôi. Nếu như chúng ta sao lãng, chúng ta sẽ tự đem trao cái vận mạng quê hương đất nước của mình vào tay những kẻ xâm lăng, những kẻ tham lam, tàn độc nhất trên thế giới. Đó là Trung Cộng. Bao nhiêu ngàn đời nay, Trung Cộng đã có dã tâm xâm chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta bằng mọi hình thức. Thời mà Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa thì là thời của gươm đao. Hai Bà Trưng là phận nữ lưu, nhưng đã không tiếc máu xương đứng ra khởi binh chống lại xâm lăng. Và sau nữa, các vị vua của thời đại đất nước Việt Nam đã khởi binh chống lại xâm lăng phương Bắc, thì chúng ta có lý nào là con cháu của Hai Bà Trưng, của vua Hùng dựng nước và giữ nước, chúng ta lại nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận thân phận làm nô lệ cho Trung Cộng hay sao? 5% còn lại trên toàn thế giới này đang ủng hộ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, bằng chứng là hơn 5 triệu lá phiếu đã trưng cầu dân ý bầu chọn cho chính phủ và kêu gọi chính phủ trở về xóa tan cái bọn tà quyền Cộng sản, để dẹp tan tà quyền Cộng sản bằng công pháp quốc tế. Ngày hôm nay là ngày đầu năm
Trinh xin gửi đến đồng bào Việt Nam thân thương những lời chúc tốt đẹp nhất, những cái lời mà bằng tất cả tấm lòng của một người Việt Nam đang lưu vong tại hải ngoại. Cầu mong sao cho đất nước Việt Nam sẽ mãi mãi bình yên, sẽ không có một bọn xâm lăng nào có thể làm sao lãng được tinh thần bất khuất kiên cường của người Việt Nam yêu nước của chúng ta. Chân cứng đá mềm, xin quý vị đồng nhiệm giới chức trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hãy cố gắng kiên định tấm lòng của mình để chờ ngày khải hoàn khao trên đất nước Việt Nam. Mong rằng ngài Tổng thống Đạo Minh Quân, phu nhân và gia đình của ngài, quý tướng lãnh, quý giới chức trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa có được rất nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho công cuộc giải thể tàu quyền cộng sản, tiếp tục cống hiến cho tương lai vận mạng của đất nước Việt Nam tiến lên bằng thế giới, tiến lên văn minh văn bản, để con người Việt Nam được mãi mãi giữ gìn truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng ta. Qua bao ngày vắng bóng, Triệu Thị Trinh rất lấy làm buồn vì mình không đóng góp được nhiều tiếng nói và những cái thông tin của chính phủ đến cho quý đồng bào, quý anh chị Việt Nam trên toàn thế giới. Hôm nay thì Trinh sẽ xin mạn phép để đọc một bài thông báo gửi ra từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để truyền tải đến quý anh chị em, cô chú bác trên toàn thế giới. Đây là bài viết mà do Facebook của ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã đăng tải. Trinh xin mạn phép để đọc. Cũng xin gửi gắm tấm lòng biết ơn những người đã hy sinh vì tổ quốc, quê hương dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu năm. Đào Minh Quân đón xuân về không quên ơn chiến sĩ bảo vệ tổ quốc. Danh sách 74 anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận Hoàng Sa 19 tháng 1 1974. Thứ nhất, trung sĩ Trần Văn Ba. Thứ hai, hạ sĩ Phạm Văn Ba. Thứ ba, đại úy Vũ Văn Bang. Thứ tư, hạ sĩ Trần Văn Bãi. Thứ năm, thượng sĩ Nhất Quảng, đội trưởng. Thứ sáu, trung sĩ Nhất Phan Tiến Trung. Thứ bảy, hạ sĩ Nguyễn Xuân Cường. Thứ tám, hạ sĩ Trần Văn Cường. Thứ 9, trung sĩ Trần Văn Đàm. Thứ 10, hạ sĩ Nhất vận chuyển Nguyễn Thành Danh. Thứ 11, hạ sĩ vận chuyển Trương Hồng Đào. Thứ 12, hạ sĩ Nhất Trần Văn Định. Thứ 13, trung úy Lê Văn Đơn. Thứ 14, hạ sĩ Nguyễn Văn Đông. Thứ 15, trung úy Phạm Văn Đồng. Thứ 16, trung úy Nguyễn Văn Đồng. Thứ 17, trung sĩ Đức. Thứ 18, Nguyễn Văn Đức. Thứ 19, trung sĩ Lê Anh Dũng. Thứ 20, hạ sĩ Nguyễn Văn Duyên. Thứ 21, thượng sĩ Nguyễn Phú Hào. Thứ 22, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Hòa. 24, trung úy Vũ Đình Huân. Số 25, hạ sĩ Phan Văn Hùng. Thứ 26, thượng sĩ Nhất Võ Thế Kiệt. Thứ 27, thượng sĩ Hoàng Ngọc Lễ. Thứ 28, Phạm Văn Lèo. Thứ 29, thượng sĩ Nhất Phan Tấn Liêm. Thứ 30, hạ sĩ Nguyễn Văn Lợi.
thứ 31. Dương Văn Lợi. Thứ 32, hạ sĩ Đỗ Văn Long. Thứ 33, trung sĩ Lai Viết Luận. Thứ 34, hạ sĩ Nhất Đinh Hoàng Mai. Thứ 35, hạ sĩ Nhất Nguyễn Quang Miến. Thứ 36, hạ sĩ Nhất Trần Văn Mộng. Thứ 37, trung sĩ Nam. Thứ 38, Nguyễn Văn Nghĩa. Thứ 39, trung sĩ Ngô Văn Ơn. Thứ 40, hạ sĩ Nguyễn Văn Phương. Thứ 41, Nguyễn Hữu Phương. 42, thượng sĩ Nhất Nguyễn Đình Quang. 43, Lý Phùng Quốc Huy. 44, trung sĩ Phạm Văn Quý. 45, trung sĩ Quỳnh Kim Sang. 46, hạ sĩ Ngô Sáu. 47, trung sĩ Nguyễn Tấn Sĩ. 48, Thi Văn Sinh. 49, trung sĩ vận chuyển Ngô Tấn Sơn. 50, hạ sĩ Nhất vận chuyển Lê Văn Tây. 51, trung tá Ngụy Văn Thà. 52, đại quý Vinh Quỳnh Duy Thạch. 53, hạ sĩ Nguyễn Văn Thân. 54, tên thì không rõ lắm, nhưng mà TT trên DT Thanh. Số 15, số 55, trung quý Ngô Chí Thành. Số 56, hạ sĩ Trần Văn Thiêm. Số 57, hạ sĩ Phan Văn Phát Thép. Số 58, hạ sĩ Nhất vận chuyển Lương Thanh Thi. Số 59, thượng sĩ Thọ. 60, Phạm Văn Thu. 61, Đinh Văn Thục. 62, trung sĩ Vương Thương. 63, Nguyễn Văn Tiến. Người nhái. 64, thiếu tá hạm phó Nguyễn Thành Trí. Số 65, trung sĩ Nguyễn Thành Trọng. Số 66, hạ sĩ vận chuyển Huỳnh Công Trứ. Số 67, thượng sĩ Đinh Hữu Từ, người nhái. Số 68, trung sĩ Nguyễn Văn Tung. Số 69, Nguyễn Văn Châu Túy Tuấn. Số 69, Châu Túy Tuấn. Số 70, biệt hải Nguyễn Văn Vượng. Số 71, trung úy Nguyễn Phúc Xá. Số 72, trung sĩ Nguyễn Vĩnh Xuân. Số 73, trung sĩ Nguyễn Quang Xuân. Số 74, trung sĩ Xuân. Đó là danh sách của 74 tử sĩ ở trận Hoàng Sa đã tử trận vào ngày 19 tháng 1, 1974. 74 tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trên cái đảo Hoàng Sa của chúng ta, đã được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa nhớ ơn và vinh danh. Và ngày hôm nay cũng là cái ngày đầu năm, thì chúng ta đọc lên tên của những vị này. Thực sự thì tên của những vị này chúng ta cũng có thể nói là lần đầu tiên mới được nghe. Vì chúng ta biết 74 vị tử sĩ, nhưng danh sách và tên tuổi thì không có, chúng ta không có nhớ rõ để mà tưởng nhớ đến những người này. Thì Trinh cũng xin gửi đến những cái lời chia buồn, những lời tri ân đến gia đình của 74 vị tử sĩ này. Xin cảm ơn sự hy sinh của 74 vị vì quê hương đất nước, tổ quốc, dân tộc mà đã thác đi, nhưng mà vẫn để lại cho chúng ta con cháu đời sau một tấm gương vô cùng gọi là kiên cường, bất khuất, không có chịu mà bất lực trước nòng súng của kẻ thù, mà đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để rồi họ đã hy sinh trên cái quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Ngày hôm nay, Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cũng đã vinh danh, nhớ ơn về những người này. Thì nói chung, thì các vị đã tử trận vì cái sự bảo vệ quê hương đất nước đều được những người Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới ghi nhận công lao của các vị đó. Rồi còn công ơn mà của Tổng thống Đào Minh Quân, ngài đã bỏ ra cho cái công cuộc
giữ gìn hòa bình của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Lúc ngài còn son trẻ và cho đến ngày Tổng thống Đào Minh Quân vượt biên ra hải ngoại, vẫn còn mang mễn cái nỗi đau mất nước. Và ngài đã nhìn thấy cái sự việc mà Trung Cộng cài cắm những gián điệp và tên Hồ Chí Minh vào đất nước là một âm mưu vô cùng thâm độc, mà để cho người Việt Nam không hề hay biết gì cả. Chúng ta cứ đinh ninh rằng đất nước đã thống nhất, người Cộng sản sẽ là những người chiến thắng, sẽ là những người yêu quê hương đất nước, sẽ đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, như câu nói mà họ vẫn thường rêu rao trong những mái trường xã hội chủ nghĩa. Họ rêu rao cho chúng ta tưởng rằng đó là sự thật, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Nhưng thật sự, họ đã dùng cái đó để làm thủ đoạn, để mà che mắt thiên hạ, để mà bao bọc cho một sự dối trá, một cái tiểu sử mà dối trá của tên Hồ Chí Minh. Tên Hồ Chí Minh đã bị lòi mặt chuột. Cả thế giới đều biết tên Hồ Chí Minh là một tên diệt chủng nhân loại, đứng thứ ba trên thế giới. Và ngài Tổng thống Đào Minh Quân cùng với quý dân nhân sĩ trí thức đã vạch mặt tên Hồ Chí Minh này tại UNESCO bằng cách là nhờ Trung tâm Văn hóa UNESCO hãy chứng minh Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình chính là Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc. Khi mà đến Paris đã xin gia nhập quốc tịch của Pháp và dấu vân tay vẫn còn trong sở niêm phóng của Pháp. Thế nhưng Cộng sản không chứng minh được và hồ sơ vinh danh tên Hồ Chí Minh đã bị gác lại và coi như không bao giờ được mở ra nữa, vì chính UNESCO đã biết được sự thật. Họ đã nhìn thấy Cộng sản không dám chứng minh, thì thực chất Hồ Chí Minh nằm trong Lăng Ba Đình chỉ là giả mạo và không phải là hiện thân của Nguyễn Ái Quốc hay là Nguyễn Tất Thành, là người Việt Nam của chúng ta. Mà Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình chỉ là một tên giả mạo đi vào đất nước Việt Nam để theo cái chiến lược Hán hóa đất nước Việt Nam 100 năm. Họ đã tiến đến 80 mấy năm rồi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là Việt Nam sẽ hoàn toàn bị lệ thuộc vào Trung Cộng. Con cháu của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết được sự thật. Nếu như những người trung niên, lão niên hôm nay không lên tiếng, không cất lên tiếng nói chính nghĩa quốc gia dân tộc, thì chúng ta sẽ bị liệt vào danh sách tội đồ của dân tộc. Chúng ta là những người sẽ là những người tiếp tay bán nước, tiếp tay dân đất nước Việt Nam cho Trung Cộng. Cho nên 5% còn lại hãy cố gắng kêu gọi trưng cầu dân ý, đưa những thông tin của chính phủ cho toàn thế giới đều biết, cho người Việt Nam trên toàn thế giới đều biết, khơi dậy lòng yêu nước của họ, khơi dậy cái bổn phận, trách nhiệm và danh dự của Tổ quốc Việt Nam và con người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đừng vì miếng ăn ngon, đừng vì những cuộc vui chơi mà quên mất chúng ta là ai, từ đâu chúng ta đến đây. Và vì sao chúng ta phải lưu vong tại hải ngoại? Vì theo trên biết, thì thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, những người đi du học, họ sẽ trở về nước và có rất ít những người đi du học ở lại tại xứ bản địa để mà sinh sống. Họ sẽ trở về nước
vì trong nước Việt Nam, thời đệ nhị và đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là một xứ sở tự do, độc lập. Còn hiện tại thì sao? Những người cộng sản cũng đua nhau chạy ra nước ngoài, ôm tài sản của quốc gia dân tộc để chạy đi, vì họ biết rõ ràng là đất nước Việt Nam đã bị Trung Cộng khống chế và sẽ không bao giờ được bình yên. Hôm nay Trinh sẽ truyền tải cái thông tin và cái đường link trên cầu dân ý đến cho quý vị, anh chị em, cô chú bác Việt Nam trên toàn thế giới. Những người nào chưa biết về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xin anh chị, cô chú bác hãy tìm hiểu và hãy nhìn cho rõ sự thật. Những kẻ đang đánh phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là ai? Và họ vì sao phải đánh phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa? Vì họ đã vì cái tôi quá lớn của họ. Họ đã bị Cộng sản chui vào đầu óc của họ. Cho nên họ không còn nghĩ gì với đến quê hương đất nước nữa. Mà chỉ nghĩ về cái cá nhân của họ mà thôi. Và họ cũng đã bị đồng tiền của Trung Cộng làm lay động. Cho nên họ mới đi đánh phá một chính phủ có tầm vóc, có khả năng mà triệt hạ được tàu quyền Cộng sản tại Việt Nam, đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế ICC đòi bồi thường 38.000 tỷ. Sắp tới đây, Trung Cộng sẽ phải lao đao lận đận vì sự việc bị chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Đào Minh Quân kiện ra tòa án ICC. Vì tòa án quốc tế ICC đã nhận đơn và đã có số hồ sơ thì không thể nào họ không mở ra. Chỉ còn thời cơ, thời điểm thuận lợi thì họ sẽ mở ra và bắt buộc Trung Cộng phải bồi thường 38.000 tỷ cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Còn nếu Trung Cộng không thể bồi thường nổi thì phải có những cái gọi là tương xứng, có nghĩa là không được xâm phạm chủ quyền đất nước Việt Nam, phải trả lại hết những quần đảo tại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ lấy lại được chủ quyền đất nước trong hòa bình, không đổ máu và không gây những cái gọi là tổn thất máu xương cho dân tộc Việt Nam và cho cả thế giới này. Đó là một cái đường lối lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân bằng công pháp quốc tế của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và ngài Tổng thống Đào Minh Quân, được thế giới ủng hộ hết mình. Nếu chúng ta là những người Việt Nam đã ra hải ngoại thì chúng ta cũng biết được chính sách đường lối của nhà nước sở tại mà chúng ta đang ở là như thế nào. Họ không bao giờ ủng hộ cho những thế lực mà gây chiến, mà đi đàn áp nhân quyền, hoặc là ỷ mạnh hiếp yếu, hoặc là khủng bố, thì chúng ta đã biết như vậy. Đường lối của Tổng thống Đào Minh Quân sẽ được Liên Hiệp Quốc, quốc tế ủng hộ hết mình, vì họ đã nhìn ra được bộ mặt của Trung Cộng và của Cộng sản nói chung trên thế giới này. Đây, Trinh xin truyền tải cái đường link trưng cầu dân ý cho quý anh chị em, cô chú bác. Ví dụ chúng ta sẽ vào Facebook của ngài Tổng thống Đào Minh Quân chẳng hạn, hay là livestream của Triệu Thị Trinh, hay là những video được đăng tải trên YouTube chẳng hạn. Ví dụ như Trinh sẽ viết một cái comment trên cái video nói về chính phủ. Đường link www tcdy.us. Trinh sẽ bấm gửi lên. Thì comment của Trinh đã hiện diện trên cái phần bình luận.
Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái con chuột click vào đường link đó, hoặc là trên máy tính để bàn, hoặc là trên điện thoại cầm tay đều được. Chúng ta click vào đường link. Lập tức chúng ta sẽ nhận được tờ đơn trưng cầu dân ý. Trên đó sẽ có phần điền vào tên họ, năm sinh, ngày tháng năm sinh. Những phần nào có hoa thị màu đỏ bên cạnh là những phần bắt buộc phải điền vào. Những khung nào không có hoa thị màu đỏ thì là những khung không bắt buộc. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta hãy điền vào cho đầy đủ thông tin. Ví dụ như họ, họ Triệu thì chúng ta ghi Triệu bằng chữ lớn hoặc chữ nhỏ cũng được, bỏ dấu hoặc là không bỏ dấu. Tên đệm thì tên Trinh, ngày tháng năm sinh. Khung ngày chúng ta sẽ ghi bằng hai chỉ số. Ví dụ như chúng ta sinh ngày 1 đến ngày 9 thì chúng ta ghi 01 hoặc 09. Tháng cũng vậy, nếu chúng ta sinh từ tháng 1 đến tháng 9 thì chúng ta ghi 01 hoặc 09. Và năm thì là 4 chỉ số. Ví dụ như sinh năm 1970 thì chúng ta ghi 1970. Số nhà, tên đường. Chúng ta hãy ghi rõ ràng số nhà của mình và tên đường. Thành phố. Nếu quý vị ở trong đất nước Việt Nam và ở tại thành phố Sài Gòn thì chúng ta ghi thành phố Sài Gòn. Không có ghi cái tên của tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh vào trong cái đường link trưng cầu dân ý của chúng ta vì sẽ không được chấp nhận. Hãy loại bỏ cái tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh ra. Số nhà, đường thì số nhà gì, tên gì đó thì chúng ta ghi vào. Số nhà ví dụ như số 70, số mấy, đường gì thì ghi vào. Tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Sông Bé hay là gì đó thì chúng ta ghi quốc gia Việt Nam, hoặc nếu chúng ta ở hải ngoại thì ghi Pháp, Đức, Mỹ, Canada, tùy theo. Số điện thoại nhà thì không có dấu hoa thị thì chúng ta cũng không cần phải điền vào. Nếu mà chúng ta không có bị sự ràng buộc hoặc là khó khăn gì thì chúng ta hãy ghi. Điện thoại di động, Facebook name, email. Nếu các bạn, anh chị em muốn nhận được thông tin từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời qua email thì chúng ta có thể ghi email của mình vào. Nếu không thì cũng không bắt buộc. Số bằng lái, số chứng minh nhân dân là số căn cước của chúng ta đó, hãy ghi vào. Nếu không thì cũng không cần thiết. Quốc tịch, hãy điền vào quốc tịch của mình. Quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Pháp, Mỹ, Anh, Canada, tùy theo thì hãy ghi vào. Người giới thiệu, nếu muốn ghi tên người giới thiệu mình để biết về chính phủ, biết về tổng thống, biết về trưng cầu dân ý thì chúng ta có thể ghi. Hoặc không cần thiết phải ghi. Sau đó hãy đọc những cái câu viết ở trên cái tờ đơn trưng cầu dân ý này để cho chúng ta biết được những cái gì mà chúng ta cần tìm hiểu hoặc chúng ta cần biết. Tôi quyết định ủng hộ Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam và ngăn chặn Tàu Cộng xâm lược. Đó là cái lý do mà chúng ta tham gia trưng cầu dân ý. Nó vô cùng là đúng đắn và không có vi phạm một cái luật nào cả của nước sở tại. Nếu mà tàu quyền cộng sản có bắt bớ chúng ta thì chúng nó đã làm sai luật quốc tế, thì sau đó họ sẽ bị đưa ra trước quốc tế để mà lên án, để mà đòi bồi thường cho nhân sự đã trưng cầu dân ý mà bị bắt bớ, bị cầm giam, bị cướp tài sản. Thì sau đó chính phủ sẽ dùng cái sự phó thác của người dân để mà đòi lại tất cả quyền lợi, sự công bình cho người dân của chúng ta trong nước và ngoài nước. Thì chúng ta sẽ quyết định là có ủng hộ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời
bằng cách click vào vòng tròn có. Sau đó, nếu quý vị muốn tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, xin quý vị điền vào dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị quyết định. Nếu chúng ta quyết định tham gia chính phủ để giúp chính phủ trong công cuộc truyền tải thông tin, trong công cuộc mà nói về chính phủ, nói về tiểu sử của Ngài Tổng thống cho người dân được biết, truyền tải những thông báo của chính phủ và đường lối chính sách của chính phủ đến người dân, cho người dân được biết rõ hơn, thì chúng ta quyết định có. Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng sự thật. Bấm vào dưới đây sẽ đại diện cho chữ ký của quý vị. Sau đó chúng ta chứng nhận là chúng ta khai hoàn toàn đúng sự thật. Và bấm vào vòng tròn để đại diện cho chữ ký của chúng ta. Sau cùng là bấm gửi đi, khung màu vàng có chữ gửi đi. Bấm vào. Xong xuôi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại. Khi mà thấy những dòng chữ đỏ như thế này hiện lên, thì có nghĩa là chúng ta đã điền không đầy đủ thông tin. Và cái tờ đơn trưng cầu dân ý đã không có đạt tiêu chuẩn. Chúng ta phải làm lại, kiểm tra lại cho đầy đủ thông tin của mình đã điền. Nếu như chúng ta điền đầy đủ thì sẽ có một tin nhắn ở trên cái tờ đơn trưng cầu dân ý này hiện lên. Chúng tôi đã nhận được phiếu trưng cầu dân ý của quý vị. Hãy ghi lại số căn cước của quý vị. Thì trên cái tin nhắn đó sẽ có cái số trưng cầu dân ý của mình. Đó là cái số căn cước sau này chúng ta sẽ đem ra để mà làm thẻ căn cước Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa cho mình và chứng minh là chúng ta đã trưng cầu dân ý. Dạ, xin kính chào quý anh chị, em đã... Đúng rồi, phải từ 18 tuổi trở lên thì mới làm trưng cầu dân ý. Vì cái trưng cầu dân ý này đó là những người đã thành niên, đã có một cái trí gọi là đủ lớn, đủ hiểu biết về đất nước, quê hương, mới có thẩm quyền, mới có đủ cái quyền hạn để mà trưng cầu dân ý. Còn những em dưới tuổi vị thành niên thì các em chưa có đầy đủ gọi là, người ta gọi là chưa có thành niên đó, chưa có trưởng thành, cho nên các em tạm thời chưa thể trưng cầu dân ý được. Thì hãy chờ đến năm 18 tuổi thì các em sẽ có quyền trưng cầu dân ý và quyền đi bỏ phiếu chẳng hạn. Hiện tại thì các em hãy cố gắng học về những cái lịch sử của đất nước Việt Nam trên những trang mạng mà chúng ta thấy là có những cái sự mà chân thành, chân thật. Còn về những cái trang mạng mà của Cộng sản thì hoàn toàn dối trá. 1/1000 là sự thật, còn phần kia là giả tạo để làm lay động, để làm chuyển hướng người Việt Nam chúng ta đi về cái hướng khác và sai lầm. Thì những vị mà ông bà cha mẹ, xin hãy hướng dẫn con cháu của mình. Chúng ta biết về lịch sử, chúng ta biết sự thật về đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, thì hãy truyền tải cho con cháu của mình biết. Về tội ác của Cộng sản thì hãy nói cho con cháu của mình biết. Vì sao có Cộng sản hiện hữu trên đất nước Việt Nam? Cho đến hôm nay 45 năm Cộng sản đã làm được gì cho đất nước Việt Nam và đã đưa dân tộc Việt Nam đến một cái hố sâu sẽ sắp sập xuống để mà thành cái địa ngục của trần gian, là làm nô lệ cho Trung Cộng suốt đời. Chúng ta hãy nói cho con cháu của chúng ta biết ai là người thương dân yêu nước, thể chế nào là đem lại độc lập tự do, ấm no hạnh phúc thật sự, để cho con cháu của mình nó mở ra một cái tương lai tươi sáng và là nền tảng, là tương lai của vận mạng quốc gia dân tộc. Còn bây giờ hãy nói về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và những đồng nhiệm giới chức trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.
Chúng tôi chỉ là những người dân. Nhưng mà trong số 5% nhìn ra được sự thật và không có sợ hy sinh. Chúng tôi một đời cũng sẽ chết. Nhưng mà để lại cho con cháu đời sau là sự tự do và nòi giống Việt Nam được mãi mãi trường tồn. Đó là cái vinh dự, vinh hạnh cho những người đã tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và những ai đã trưng cầu dân ý. Biết được chúng ta phải làm gì khi đất nước quê hương sắp phải rơi vào tay của bọn xâm lược bành trướng Trung Cộng. Dù là một cái tiếng nói rất nhỏ nhoi, dù là một người dân rất bình dị, trình độ văn hóa chỉ là trung bình, nhưng chúng tôi có một tấm lòng vì quê hương đất nước. Chúng tôi sẽ là nền tảng, sẽ là những viên gạch lót đường cho giới trẻ Việt Nam, cho tương lai vận mạng của đất nước Việt Nam. Sau này, các em sẽ là những người mà bồi đắp, mà xây dựng cái tương lai của đất nước Việt Nam tốt hơn. Người ta thường nói, con hơn cha là nhà có phúc. Tuy rằng chúng tôi không có được cái thời gian học hành, học hỏi nhiều, nhưng chúng tôi sẽ là nền tảng, chúng tôi sẽ là một cái sườn, sẽ là một cái căn nhà mà chưa hoàn chỉnh. Và sau đó, các em sẽ lớn lên, các em sẽ tiếp tục lợp lên cái mái nhà đó, những viên gạch, xây lên những bức tường vững chắc cho mái nhà Việt Nam của chúng ta thêm vững vàng và vững bền. Đó là những cái nguyện vọng của những người đã tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và hơn nữa, chúng tôi chỉ là lâm thời. Có nghĩa là tôi là đại biểu, nhưng tôi chỉ là lâm thời. Sau này, có những giới trẻ tài giỏi hơn chúng tôi sẽ thay thế chúng tôi để làm trách nhiệm mà lèo lái đất nước, mà phát triển đất nước. Chúng tôi không thể nào mà vì cái quyền lợi riêng tư, vì cái danh vọng cá nhân mà chúng tôi lại ngồi đó, không để cho giới trẻ phát triển. Và ngay cả Tổng thống Đào Minh Quân cũng vậy. Ngài cũng là một vị Tổng thống lâm thời. Hiến dâng cái tương lai của mình, gia đình của mình, tài sản của mình và những năm tháng tuổi trẻ của mình cho đất nước quê hương. Chỉ vì tương lai vận mạng của đất nước và sau này các bạn, những người trẻ có kiến thức, có tấm lòng yêu nước cũng sẽ thay thế Tổng thống Đào Minh Quân để lèo lái đất nước. Xin anh chị em hãy nhớ cho rằng chúng tôi chỉ là lâm thời. Vì hiện tại chúng tôi nhìn thấy được chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và ngài Tổng thống Đào Minh Quân mới đủ tài lực, tài trí, mới đủ cái tấm lòng yêu nước mà đứng ra cán đáng, trọng trách, giải thể tà quyền Cộng sản. Ngoài ra, chúng tôi không tìm được cá nhân, tổ chức, hội đoàn nào khác có được cái sự kiên trì, có được một cái bề dày lịch sử, một cái bề dày cống hiến cho quê hương đất nước như ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Tuy vậy, nhưng mà các vị hãy vì quê hương đất nước mà đóng góp công sức của mình. Nếu như các vị không thể đi theo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong một thời gian dài, thì các vị hãy để cho chúng tôi có một cái điều kiện để giúp nước quê hương đất nước. Các vị đừng vì cái tôi của mình mà khen chê, mà khinh bỉ, mà mạ lị, làm cho công cuộc này bị đình trệ, thì chúng ta vô tình đã lọt vào cái bẫy của Trung Cộng. Là họ muốn dùng củi đậu nấu đậu. Tại sao thời điểm này những kẻ đánh phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lại im lặng để nhường lại? Là sự ganh tị nhỏ mọn, là sự cái tôi, là sự tự ái hẹp hòi của cá nhân
một vài người nào đó, và họ sẽ chăm chích, thêm lửa, thêm xăng vào để cho quý vị phải nổi cơn thịnh nộ mà làm tan vỡ hết tất cả những tiền đồ của tổ quốc quê hương. Xin quý vị hãy nghĩ lại và hãy vì đất nước quê hương dân tộc của mình mà bỏ bớt cái tôi to đùng của mình đi. Các vị hãy cùng chúng tôi kêu gọi trưng cầu dân ý, hoặc giả các vị hãy nghỉ ngơi để cho những người có thời gian, có trình độ và có điều kiện giúp cho chính phủ. Còn riêng quý vị đã mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi. Đừng có đánh phá chính phủ nữa. Còn nếu quý vị không đồng ý với một cá nhân nào thì các vị có thể điện thoại, các vị có thể đối chất với người đó với cái tính cách cá nhân, chứ không đem chính phủ ra để mà bêu rếu, để mà chụp mũ. Đó là những lời khẩn thiết của Triệu Thị Trinh này gửi đến quý vị đã trưng cầu dân ý hoặc chưa trưng cầu dân ý. Nhưng quý vị là một người Việt Nam thì các vị hãy có cái trách nhiệm của người Việt Nam cần phải có, là bảo vệ cho chính nghĩa quốc gia dân tộc, là bảo vệ cho những người đang đóng góp công sức của mình cho công cuộc giải thể tàu quyền cộng sản. Dạ, Happy New Year, xin chào quý anh chị em, cô chú bác trên diễn đàn, và xin quý anh chị em, cô chú bác năm mới hãy bỏ qua hết những cái tị hiềm, những cái hiểu lầm lẫn nhau. Có thể nói, người Việt Nam của chúng ta, cái lời nói, cái câu chữ nó rất là phong phú. Nhiều lúc chúng ta viết mà người bên kia không hiểu ý hoặc là có những cái hiểu lầm thì xin hãy cùng nhau mà gỡ rối để cho chúng ta đều hiểu nhau và thương yêu lẫn nhau, để dân tộc Việt Nam của chúng ta hãnh diện với thế giới. Chứ đừng vì cái tôi của mình mà khuấy động, làm cho cái công cuộc này nó bị ảnh hưởng. Chúng ta công mỏng mà tội dày. Một năm, hai năm, ba năm, chúng ta tham gia chính phủ, chúng ta đã làm được gì cho chính phủ? Chúng ta đã truyền tải được những gì cho người dân? Thì bây giờ đừng vì một cái tôi và những cái tự ái nhỏ nhặt mà chúng ta làm tan biến hết tất cả những cái sự việc mà chúng ta đóng góp cho chính phủ. Hãy để chính phủ có thời gian, có tâm trí để mà đối đầu với Trung Cộng. Đó là cái lời yêu cầu tha thiết của Triệu Thị Trinh này gửi đến quý đồng nhiệm, quý giới chức và những người Việt Nam yêu quê hương đất nước trên toàn thế giới. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe một bài hát hoặc là một bài thơ chẳng hạn. Rất là lâu rồi Trinh không có dịp để mà đọc thơ của Tổng thống Đào Minh Quân. Thì hôm nay Trinh sẽ mạn phép để mà ngâm một bài thơ của Tổng thống. Không biết có hay hay không, hay là vừa qua thời gian thì Trinh có nhiều cái bận rộn đó, cho nên những cái tài liệu của chính phủ thì Trinh cũng coi, nhưng mà không có thời gian để mà nghiên cứu nhiều. Thì xin anh chị em, cô chú bác cũng bỏ qua cho Trinh. Vì những cái công ăn việc làm, đời sống của chúng ta, sức khỏe, thì chính phủ chỉ yêu cầu chúng ta là xuất chính ngữ thì sẽ khắc phục được kẻ thù. Nếu như quý vị nào đã vào chính phủ, chúng ta không được nhiều thì cũng được ít. Những cái mà chính phủ đã truyền tải, Tổng thống Đào Minh Quân đã huấn dạy cho chúng ta. Có nhiều lúc mình cũng rất là bực bội, mình cũng rất là gọi là cái từ ngữ mà cái thời của Trinh á thì người ta gọi là bức xúc đó. Cũng rất là tức giận về những cái phát ngôn của những người đã cùng chung chí hướng với mình, nhưng họ đã làm dùng một cái những cái ngôn ngữ mà nó không có lợi cho công cuộc để mà nói ra, thì mình cũng rất là bực bội. Nhưng mà mình nghĩ lại đó, thì là con người mà,
ai không có phút lỗi lầm. Có nhiều người hỏi, hôm trước Trinh mới vừa nói đến đây thì nó bị cắt. Có nhiều người cũng đã hỏi, tại sao trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, những đại biểu, những giới chức không có ai ra để mà đính chính? Không có ai ra để mà đính chính cho sự việc. Ví dụ như có vài người họ đã phát biểu những cái câu mà trái ngược, có nghĩa là họ đã bị Cộng sản khống chế tư tưởng. Họ đã bị Cộng sản khống chế tư tưởng. Và những kẻ mà đã có âm mưu như vậy thì rất là thâm độc. Họ không tự động nói ra, nhưng mà họ ở đằng sau để mà thọc gậy bánh xe. Có nghĩa là khi họ biết chúng ta yếu về mặt tâm lý, yếu về cái gọi là cái kiên nhẫn, cái kiên trì, thì họ sẽ châm chọc vào đó. Ví dụ như họ sẽ dùng một cái câu nói của người khác, nhưng mà bẻ cong sự thật. Họ chỉ thêm một từ hoặc bớt một từ thì cái câu đó nó sẽ trở thành khác đi, làm cho chúng ta phẫn uất, phẫn hận, hận cái người kia mà muốn phá tan quan. Chúng ta không có phá một lần, nhưng mỗi lần chúng ta nói chúng ta sai lệch thì dần dần sẽ đưa con người chúng ta vào cái ngõ cụt và không có con đường nào để thoát nữa. Có nghĩa là đã lỡ leo lưng cọp. Ví dụ như quý vị đã đem chính phủ ra để mà xuyên tạc, để mà nói xấu, mà lị, phỉ báng, thì một ngày nào đó quý vị nhận ra quý vị không còn có thể quay đầu lại được nữa. Bởi thế, chúng tôi những đại biểu, những thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không ra mặt để mà gọi là phản biện. Vì chúng tôi muốn mở một con đường, muốn còn chừa lại một con đường cho những người anh chị em, đồng nhiệm đã lỡ đi sai đường, hoặc một thời điểm nào đó các vị đã vì một cái sự hiểu lầm nào đó mà thốt ra những lời có hại cho công cuộc, các vị còn con đường trở lại. Tổng thống Đào Minh Quân đã thường nói, tất cả những đồng nhiệm vào chính phủ đều có tâm với quê hương đất nước. Nhưng mà cái sự mà kiên trì, kiên nhẫn của mỗi người nó khác nhau. Cái trí tuệ của mỗi người nó khác nhau. Có người có thể đi được lâu, kiên trì theo chính phủ, mà có người họ không thể nào kiên trì được, và họ cũng không kiên định được tấm lòng của mình, của họ, cho nên họ đã bị lay động. Nhưng những gì quý giới chức, đồng nhiệm, quý đại biểu đã đóng góp, đã cống hiến cho công cuộc giải thể tà quyền Cộng sản, thì chính phủ sẽ luôn luôn ghi nhận, để lại đó. Và nếu như các vị ngày sau mà đối công chuộc tội, hoặc là các vị biết sai lầm trở về, thì chính phủ sẽ lấy những cái công trạng của quý vị để mà trừ đi những cái lỗi lầm của quý vị. Nhưng nó có giới hạn của nó mà thôi. Tôi tin rằng quý vị đừng đi xa hơn nữa để trở thành kẻ tội đồ của dân tộc. Mặc dù quý vị không hề muốn như vậy, nhưng quý vị đã bị lợi dụng, đã bị Cộng sản lợi dụng cái lòng ganh tị, nhỏ nhen, ích kỷ của mình đã trở lại hại chính mình. Công mỏng tội dày, cái tội đó sẽ không bao giờ gột rửa được. Xin quý vị hãy nghe lời khuyên nhủ của Triệu Thị Trinh này, và hãy lắng động, suy nghĩ xem việc mình làm có lợi cho tha nhân hay không. Đó là những lời thật chân thành đầu năm Trinh gửi đến những người Việt Nam trên toàn thế giới này. Hãy nghĩ cho dân tộc quê hương đất nước, và nghĩ cho chính con cháu của chúng ta sẽ phải sống một cuộc sống nô lệ, hay là chúng sẽ hãnh diện vì cha ông của chúng, vì cha mẹ của chúng đã có một cái lòng kiên định, kiên nhẫn và không khuất phục trước bạo quyền, mà đã đứng lên theo chính nghĩa, xuất chính ngữ, để có ngày hôm nay chúng được tự do, hạnh phúc,
và sống ấm êm với gia đình và giữ được nguồn gốc, nguồn cội ông bà của chúng ta. Công ơn của quý vị đối với con cháu của quý vị là niềm hãnh diện cho gia đình của quý vị, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Một người Việt Nam làm xấu có thể không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của Trinh, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái sự xấu hổ, tủi nhục cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mong rằng các vị hãy trầm tĩnh, suy nghĩ và hãy tu luyện cho mình một cái gọi là tĩnh tâm để trở về với cái chính nghĩa, với cái chính ngữ của chính chúng ta, chính các vị. Cái lòng mà yêu quê hương của các vị vẫn có, nhưng mà các vị yếu đuối đã bị Cộng sản sai khiến trong cái tâm tưởng, tư tưởng của mình. Trinh xin đọc một bài thơ, vì cái ordinator của mình nó đang bị vấn đề thì từ nó tắt thôi. Bây giờ mình phải là đọc thơ, gọi là thơ không có nhạc nền. Mình xin đọc bài thơ Độ của Tổng thống Đào Minh Quân và xin kết thúc chương trình. Xin một lần nữa gửi đến Tổng thống Đào Minh Quân, quý với chức, quý đồng nhiệm và quý đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới, lời chúc xuân, lời chúc năm mới, cầu nguyện cho đất nước được an bình và dân tộc Việt Nam thoát khỏi quả diệt chủng, diệt vong và nạn Hán hóa từ Trung Cộng. Bài Độ của Tổng thống Đào Minh Quân. Bá tánh lầm than lòng khổ đau, ngặt vì nghiệp chướng tự chôn sâu. Thời chưa có thế đành kiên nhẫn, nhân vẫn không hòa phải đợi lâu. Thánh đức nguồn ơn đang kết động, thiên ân tụ phước sẽ liên thâu. Huệ quang phù giúp khai tân đạo, long hội vượt qua cuộc bể dâu. Bài thơ này của nhà thơ Nam Quán, Tổng thống Đào Minh Quân viết vào năm 1989. Vào thời điểm này cũng rất hợp cho chúng ta học hỏi về cái bài thơ này. Đã thấy bá tánh lầm than, nhưng lòng người chưa có hòa hợp với nhau, cho nên vẫn còn những sự khác biệt, vẫn còn những sự tranh biện, những sự mà vô tình làm cho cái sự khổ đau nó kéo dài. Thì mong rằng với cái chính nghĩa quốc gia dân tộc sẽ hướng dẫn đưa các vị về với cái đường lối chính sách đúng đắn nhất. Và khi đó chúng ta sẽ hưởng được hồng ân của ơn trên, và những gì chúng ta làm sẽ được đền đáp. Mong rằng các vị hãy cố gắng thay đổi, trầm tĩnh, lắng nghe tiếng lòng của mình, để rồi chúng ta đi đúng đường, đúng hướng. Đừng bị Cộng sản sai khiến chúng ta. Chúng nó đang lẩn quẩn, ở quanh quẩn trong cái tiềm thức của chúng ta. Chúng chờ cơ hội mà cái cơn sân hận của chúng ta nổi lên, thì chúng lập tức sẽ nhảy vào để phá đám, để khơi dậy, để đổ xăng vào lửa, để cho thiêu rụi hết tất cả những ân đức mà chúng ta đã làm, những cái chính nghĩa, những cái gì đó tốt đẹp nhất chúng sẽ thiêu rụi hết. Mong quý vị hãy cố gắng mà học Phật, học đạo, để rồi trở thành một người Việt Nam yêu nước chân chính. Và công cuộc của quý vị, công sức của quý vị bỏ ra sẽ bù đắp cho chúng ta, cho quý vị một cái kết quả vô cùng tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, quý đồng nhiệm và anh chị em đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Trinh xin tạm biệt và hẹn gặp quý vị anh chị em một ngày khác. Không biết có anh chị em nào có muốn lên live stream chia sẻ, hay là có những cái câu hỏi, hay là những cái thắc mắc gì hay không, thì xin quý vị hãy để ok, Trinh sẽ mời.
Còn nếu không thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau nhé. Còn một phần nữa là hiến ước lâm thời của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Trinh xin được chia sẻ trong những cái truyền thông của chính phủ. Vì bây giờ thì chúng ta sẽ không có nhiều cái thời gian để mà đọc những hiến ước lâm thời của chính phủ. Vì hiến ước lâm thời của chính phủ rất dài và có rất là nhiều chương. Khi mà đọc thì chúng ta phải chỉnh chu, phải chính xác. Cho nên Trinh sẽ chia sẻ với anh chị em, cô chú bác, nếu mà có thể là trên cục dân vận của cục truyền thông công lý, cục truyền thông của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hoặc là chị Kim Lan hay là quý đại biểu khác sẽ chia sẻ trên truyền thông công lý của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó là những cái sự việc mà chúng ta cần phải truyền tải. Và đây là chỉ là hiến ước lâm thời mà thôi. Nếu như quý anh chị em đồng nhiệm hay là những người đã trưng cầu dân ý có những thắc mắc, có những đóng góp thì xin hãy gửi về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời a@.com hoặc là Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc a@.com hoặc là Trung tướng Huệ Lâm để có những cái sự đóng góp hoặc là những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc về hiến ước lâm thời của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa, để mà được hoàn chỉnh hơn, được đáp ứng với cái yêu cầu nguyện vọng với người dân Việt Nam trên toàn thế giới, mà với một cái sự đóng góp gọi là chân thành thì sẽ có cái hồi đáp từ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là chính phủ sẽ có những sự chỉnh sửa sao cho phù hợp với nguyện vọng của người dân, quyền lợi của người dân. Đó là những điều mà Trinh có thể truyền tải cho anh chị em vào lúc này. Dạ, chị Kim Lan. Rất là cảm ơn chị Kim Lan thời gian vừa qua đã bỏ công sức, thời gian để mà lên FCC truyền tải, đọc những bài về hiến ước lâm thời của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và chị cũng là lên live stream để mà chia sẻ về đường lối chính sách của chính phủ, những thông báo của chính phủ. Thay vì là Trinh sẽ tiếp sức với quý đại biểu, quý giới chức, nhưng mà vì cái chuyện cá nhân thì Trinh ít có lên live stream được. Những cái material, có nghĩa là những cái máy móc của Trinh nó không có được hiện đại cho lắm. Cho nên Trinh đã bị gián đoạn rất là nhiều thời gian, thì cũng là rất là đáng tiếc. Xin kính chào chị Kim Lan. Không biết chị có cùng lên chia sẻ không chị? Nếu không thì Trinh xin tạm đóng diễn đàn để mà hẹn gặp lại quý anh chị em, cô chú bác ngày khác. Xin tạm biệt nhé. Và hãy truyền tải những thông tin của chính phủ đến cho người dân thật nhiều, và làm cho người dân phải có lòng tin. Hãy truyền tải và hãy nói cho người dân biết những cái sự đánh phá của Cộng sản thực chất nó phải có mà thôi. Vì Cộng sản họ không có thể nào mà để yên cho một cái chính phủ mà có thể triệt hạ được tà quyền Cộng sản. Vì họ đang có lợi, đang hưởng lợi trên cái xương máu của người dân. Không có tốn hao công sức mà họ đã có được những cái tài sản đồ sộ, thì có lý nào họ không có đánh phá lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời? Xin quý đồng nhiệm giới chức nên hiểu cho điều này. Những người nào mà đi đến từng cá nhân của các đại biểu đồng nhiệm để mà nói xấu người này, để mà nói xấu về chính phủ, về những việc làm của chính phủ, thì những người đó là đang có cái chủ tâm của họ là muốn lay động lòng của những người đang ủng hộ chính phủ, muốn dùng tiếng nói của những người ủng hộ chính phủ để trở lại đánh phá chính phủ. Xin quý vị hãy cẩn thận và xin biết về cái âm mưu này của Cộng sản. Họ sẽ không trực diện, mà họ sẽ dùng đủ mọi cách, dùng củi đậu, nấu đậu. Họ học theo thói của bọn Trung Cộng.
là dùng củi đậu nấu đậu, dùng người Việt giết người Việt. Đó là cái âm mưu thâm độc của Cộng sản và Trung Cộng. Xin kính chào tạm biệt chị Ngọc Thanh. Chị Ngọc Thanh, chị có muốn lên chia sẻ không? Mấy ngày qua thì Trinh có nhận được những cái message của chị, thì không biết chị đã làm lại được những cái hệ thống của chị hay chưa? Thì nếu mà chị làm được rồi thì rất là mừng. Còn nếu mà chưa được thì có thể là Trinh chị gọi cho Trinh, thì Trinh sẽ chỉ dẫn cho chị nhé. Bây giờ xin tạm biệt. Cứ nói lời tạm biệt nhưng mà không nỡ, không nỡ. Tại vì quá lâu rồi Trinh mới lên live stream. Và giờ là gặp lại được những cái nick quen thuộc, những người bạn đồng hành, những người mà đã trưng cầu dân ý ủng hộ cho cái đường lối đấu tranh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và ủng hộ cho Trinh nữa. Cho nên xin chúc quý anh chị em năm 2020 này sẽ đạt được nguyện vọng của mình, nguyện ước của mình, và sức khỏe mãi mãi là cái món quà mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Thì xin quý anh chị em hãy giữ gìn để mà cùng với gia đình, con cháu vui vẻ và đóng góp cho chính phủ, đóng góp cho đất nước của chúng ta, đóng góp những tiếng nói chính nghĩa cho chính phủ để mau sớm mà trở về nước, lấy lại chủ quyền đất nước, để mà làm lại một cái Việt Nam với cái thời Thượng Ngôn Thánh Đức, là mọi người đều có đạo đức, đều có tình yêu thương dân tộc, là có sự giúp đỡ lẫn nhau, có sự tôn trọng lẫn nhau và có tình thương yêu lẫn nhau. Chúng ta hãy bỏ những cái tị hiềm ích kỷ và những cái tính ác độc trong con người của chúng ta vẫn là thường có. Xin tạm biệt nhé, quý anh chị em, cô chú bác.